Hello các bạn, hello cả nhà. Các bạn biết bữa nay mình quay cái gì không? Đây, cái xe này nó chưa không có hoạt động. Chứ nó mà hoạt động là các bạn nhìn thấy rất là enjoy. Nâng á, nâng một lần là container đó, bạn thấy không, container ở phía trước đó. Container, mỗi một cái container là 40 tấn tùy cái. Mình thích nhìn chiếc xe này nâng hàng. Nâng container lên rồi sắt. Đây. Các bạn biết mấy chiếc xe này nó mắc tiền dữ lắm chứ không phải rẻ đâu nha. Đây là phía trong container. Bạn thấy không, nguyên một cánh đồng rừng à, nguyên một cái chỗ này là hồi xưa nè là trồng mận với táo, mà bây giờ đốn hết rồi. Đây, container này là 20 tấn này các bạn, còn cái container bên này là 40 tấn. Này là công ty ship ship hàng đi toàn các nước luôn nha các bạn. Ship sữa qua Việt Nam á, mấy cái sữa mà các bạn thấy ở trong Cốc Mắc á, nó bán sữa clip rồi đó, với bơ rồi đó, của Úc đó. Nó là một chiếc xe nâng ở đằng xa nữa kìa. Trời ơi, cái khu này nó rộng dữ lắm. Cái khu này rộng dữ lắm, xe nâng. Cái chữ này giống Cà Mau á. Còn vì sao mà mình vô được trong đây? Đó là một giống như là một cảng lớn luôn nha.
cái bên kia luôn, thấy không các bạn? À, nguyên khu vực rộng luôn á. Mình làm biến đi qua cái chỗ đó quá. Xa lắm, thấy vậy chứ đi bộ xa dữ lắm. Thấy chiếc xe kìa. Sữa nè, đóng hàng nè, đóng thùng nè, đang đang vô container. Các bạn thấy hôm nay là chủ nhật thứ bảy chứ, ủa thứ bảy chủ nhật quên thứ bảy chủ nhật á, nhân viên không có làm việc đâu nha các bạn. Cái này là ông chủ đó, ông chủ ổng đang chủ công ty đó.